hàng ngàn người dân sống trong khu vực đã phải đi sơ tán kể từ khi giao tranh bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước. Người dân này sống ở phía bên Thái Lan. Tối hôm qua tôi nghe nhiều tiếng nổ quá, nên tôi nói với các con tôi là chúng ta phải ra khỏi làng thôi. Một số căn nhà trong làng Ban Buang Maru của ông thuộc Sisaket đã trúng đạn pháo kích. Có ít nhất 5 người thiệt mạng. Phía Thái Lan thì nói một lính và một dân của họ bị chết và khoảng 20 lính bị thương. Chính phủ Campuchia nói trong số này có 2 người lính và một người dân của họ. Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của một trường sư phạm ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nói: Kế hoạch của Thái Lan bây giờ là chiến đấu để lấy lại khu vực rộng 4,6 cây số, bắt đầu từ điểm Chang Krang, Ta Sem, Vian, Phnom Trap. Vì vậy, khi kiểm tra tình hình, tôi có thể mô tả đây là một vụ xô xát lớn hay một cuộc chiến nhỏ ở biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ông Hun Sen kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn cấp và lên án Thái Lan đã tái diễn hành động khiêu khích. Phnom Penh tố cáo quân đội Thái Lan đã nhắm vào dân làng. Hai bên đều nói bên kia đã bắn trước. Phát biểu sau cuộc gặp các đại sứ trong ASEAN, Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hồng cho biết là ông đã báo cáo tình hình với Chủ tịch Luân phiên của tổ chức. Chúng tôi không có gì để đàm phán thêm mà bây giờ chỉ chờ quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng tôi có thể thông báo với quý vị rằng tối nay tôi tiếp tục đón Ngoại trưởng Indonesia, người cũng là chủ tịch của ASEAN, và ông ta đến để tìm hiểu tình hình. Tôi muốn biết Indonesia là nước lớn nhất trong ASEAN, và trong tư cách chủ tịch ASEAN, ông có thể làm gì để hòa giải giữa Campuchia và Thái Lan.